năm nay hát một bảy tuổi đó. Wow, chắc là nhờ sinh gà quá. Rồi bây giờ đúng ra là của các bà mẹ, nhưng mà các bà mẹ chưa chuẩn bị xong, mình sẽ sổ đó. Đầu tiên sổ số là phía nhất, sổ số là phía nhất, và giải thưởng là anh Hùng cho biết là 50 đồng luôn.